Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một trận đấu vô cùng đẹp mắt giữa kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm và Á quân World Cup Peter Schwider tại giải cờ vua tưởng niệm Steinic 2020. Giải đấu quy tụ 10 kỳ thủ hàng đầu thế giới bao gồm kỳ thủ mạnh nhất mọi thời đại Magnus Carlsen, Á quân World Cup Peter Schwider, kỳ thủ từng 3 lần vô địch cờ chớp thế giới Alexander Grichuk, vua cờ xứ Azerbaijan Sadian Mamedyanov, siêu đại kiện tướng Song Zhepli, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm, cao thủ Trung Quốc Wu Sangji và siêu đại kiện tướng Anton Korobov. Tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 1 tỷ đồng. Nếu thấy thế cờ nào chưa rõ, các bạn hãy để lại một like và comment, chúng tôi sẽ giải đáp. Ở trận đấu này thì Peter Schwider là người chơi quân trắng và Quang Liêm là người chơi quân đen. Trong những lần đối đầu trước đây, Schwider thường khởi đầu ván cờ với nước tốt D4 và đã vấp phải sự kháng cự hết sức quyết liệt của Quang Liêm. Do đó ở trận đấu này thì Schwider đã đổi bài, triển khai mã lên F3. Đối đầu với một cao thủ dày dặn kinh nghiệm như Peter Schwider, Liêm cũng tỏ ra thận trọng và đáp trả bằng nước mã F6. Trắng tiến tốt G3, chuẩn bị phiên kép tượng lên G2, kiểm soát đường chéo chiến lược H1, A8. Không để cho trắng độc chiếm đường chéo quan trọng này, đen cũng lên tốt B6, chuẩn bị đưa tượng lên B7, tạo đối trọng với tượng trắng. Trắng tiếp tục đưa tượng lên G2, đen cũng triển khai tượng lên B7. Đã hoàn thành việc phát triển cánh vua, trắng lập tức nhập thành, đưa vua vào khu vực an toàn. Sau vài nước đầu thăm dò, đen trở lại phong cách quen thuộc của mình và dâng tốt C5, kiểm soát trung tâm D4. Trắng chậm rãi lên tốt D3, chuẩn bị dâng tốt E4 chiếm trung tâm và mở đường cho tượng C1 vào trận. Đen đẩy tốt G6 với ý đồ đưa tượng lên G7, thiết lập thế phiên kép tượng quen thuộc bên cánh vua hòng kiểm soát đường chéo quan trọng A1 H8. Trắng theo kế hoạch đưa tốt lên E4 chiếm lĩnh trung tâm. Đen tiếp tục triển khai tượng lên G7. Trắng đưa xe qua E1 chuẩn bị đánh lớn ở trung tâm. Ý thức được điều này, đen nhanh chóng nhập thành, đưa vua vào khu vực an toàn, sẵn sàng nghênh chiến. Cho rằng cơ hội đã đến, trắng lập tức tràn tốt qua E5 đuổi mã đen, chính thức phát động cuộc tấn công đầu tiên. Đen bình tĩnh lùi mã về E8 cố thủ. Trắng tiếp tục triển khai tượng lên F4, gia cố vững chắc tốt E5, quyết không để cho trắng nắm thế chủ động trên chiến trường. Đen mạnh dạn tiến tốt D6, phát động cuộc phản công vào trung tâm. Sau một hồi suy nghĩ, trắng quyết định dí tốt xuống E6, đột phá tạo điểm yếu trong thế trận của đen và mở đường cho xe E1 tham gia tiến công. Tuy nhiên theo chúng tôi thì đây là một nước cờ khá mạo hiểm của Schwider. Khi anh mở đường chéo cho tượng G7 tấn công tốt B2, khá bất ngờ với nước thí tốt của đối phương. Mất một lúc lâu suy nghĩ, Liêm mạnh dạn ăn tượng vào B2, bắt chết xe A1. Điều này đã nằm trong tính toán của Schwider, nên anh nhanh chóng đưa mã lên D2, thí tiếp quân xe ở A1. Chỉ chờ có thế, đen ăn tượng vào xe A1, trắng ăn hậu qua A1 và kiểm soát đường chéo quan trọng A1 H8, trực tiếp uy hiếp vua đen. Đen tiến tốt F6, bịt đường chéo nguy hiểm này lại. Trắng hung hăng lao tốt lên H4, dọa tràn sang H5, đột phá hàng rào bảo vệ tốt. Đen lên mã G7, chặn không cho tốt trắng tiến sang. Trắng phi tượng vào H6, tung đòn rằng. Đen huy động quân mã còn lại lên C6, tiến vào trận. Trắng tiếp tục tung mã lên G5, rình rập, mở đường cho tượng G2, rằng tượng B7 của đen. Đen chủ động đưa hậu qua C8, bảo vệ tượng, đe dọa nhảy mã E5, đổi tượng nhằm tận dụng ưu thế về lực lượng. Trước thế trận phòng thủ vững chắc của đen, trắng đổi tượng vào mã G7, dọn đường cho tốt tiến sang H5, đột phá cánh vua. Đen ăn vua lên G7, không vội vã xông lên ngay, trắng đưa mã còn lại lên F3,
tăng cường quân sẵn sàng tham gia tấn công vua đen. Đen lùi mã về E8, gây sức ép lên tốt E6 và mở đường cho tượng B7 chĩa sang mặt trận cánh vua của trắng. Trắng theo kế hoạch tiến tốt H5 đột phá thẳng vào vua đen. Nếu ham ăn tốt G lên H5 thì sẽ lộ ra điểm yếu F5 và mã trắng sẽ lên H4 để vào F5 chiếu, rất là nguy hiểm. Do đó đen quyết định lên tốt H6 đuổi mã trắng chạy về E4. Với chiến lược tránh đổi tốt G làm hở vua, đen lầm lũi đẩy tốt lên G5, ngăn chặn trắng nhảy mã H4. Chưa làm gì được đen, trắng tạm thời đưa tượng lên H3 bảo vệ tốt E6. Đen cũng phi tượng lên D5, tăng cường quân tấn công tốt E6. Đến đây thì biết không thể giữ được quân tốt này. Khi đen có đến 3 quân cùng tham gia vây bắt, và khi đã mất tốt E6 thì thế trận tấn công của trắng vào vua đen sẽ bị bẻ gãy. Bí nước, trắng liều lĩnh thí tiếp quân mã vào tốt G5, thách thức đen ăn, hòng xé toang hàng rào bảo vệ vua. Có vẻ như nước đi này nằm ngoài dự tính của Quang Liêm. Anh khựng lại đôi chút, nhưng sau đó định thần lại và quyết định ăn tốt H lên G5, chấp nhận lời mời thách thức của đối phương. Trắng tiếp tục ăn mã lên G5, gia tăng áp lực tấn công vua. Đen bình tĩnh đưa xe qua H8, bắt tốt H5. Trắng đưa tượng lên G4, giữ tốt, không để cho trắng tiếp tục dồn ép. Đen đưa mã lên C6 nhằm chuyển quân lên chiếm lĩnh các vị trí tích cực hơn. Nước đi này lại vô tình khiến tượng đen không còn đường chạy về, và trắng ngay lập tức tận dụng điều này để dâng tốt C4 bắt chết tượng. Có vẻ như điều này đã được Liêm tính toán kỹ lưỡng. Không chần chừ, Liêm nhảy mã lên B4, dọa vào C2 tấn công xe và hậu, mở đường cho tượng rút chạy. Một đổi hai thì khoai cũng đổi. Trắng nhanh chóng ăn tượng D5. Đen nhảy mã vào C2 tấn công đôi. Trắng chạy hậu sang C1. Đen ăn xe E1. Chưa thể ăn mã E1 ngay vì sẽ mất lại mã G5. Trắng liền nhảy mã vào F7 tấn công xe. Đen tranh thủ ăn mã vào D3 tấn công ngược lại hậu trắng. Không còn gì để mất, trắng lao tốt xuống H6 chiếu. Đen bình tĩnh chạy vua về G8. Trắng tiếp tục lên hậu C2 rình rập. Theo đánh giá của chúng tôi, đen tuy hơn quân nhưng thế cờ lại khá là phức tạp. Và khi mà thời gian của Liêm chỉ còn khoảng 20 giây thì nếu chống đỡ không chuẩn xác sẽ có thể thua ngược. Liêm lùi mã về E5 phòng thủ điểm G6. Trắng vội vàng ăn mã về E5. Đen nhanh chóng ăn xe lên H6, tiêu diệt quân tốt nguy hiểm. Trắng lại nhảy mã vào F7 tấn công quân xe đang làm nhiệm vụ bảo vệ điểm trọng yếu G6. Nếu để cho trắng chọc hậu xuống G6 chiếu thì vua đen sẽ nguy cấp. Đen quyết định thí lại quân xe, mời trắng sơi và đưa hậu qua F8, tăng cường quân bảo vệ vua. Trắng không vội vàng ăn xe ngay mà đưa tượng lên F5. Đen lên hậu G7. Với sự có mặt của hậu bên cánh vua thì cuộc tấn công vào vua đen tạm thời bị bẻ gãy. Tuy nhiên, thế đứng của mã, tượng và tốt của trắng rất khó chịu. Nó khiến cho hậu và xe đen hoàn toàn bị phong tỏa đường lên bên cánh vua. Tận dụng điều đó thì trắng liền tung hậu lên A4, hòng tấn công đen từ cánh hậu sang. Đen qua xe F8, dọa tiêu diệt bớt quân mã F7 nguy hiểm của trắng. Trắng tiếp tục luồn hậu vào D7 rình rập. Ở đây nếu đen phế xe vào F7 thì trắng sẽ ăn tốt xuống F7. Đen ăn vua lên F7 thì trắng sẽ lùi hậu về E6 chiếu. Đen chạy vua về F8 thì trắng sẽ xuống hậu C8 chiếu. Đen chạy vua lên F7 thì trắng sẽ vào tượng E6 chiếu. Đen chạy vua lên G6, trắng sẽ qua hậu E8 chiếu. Đen chạy vua về H7, trắng sẽ lùi tượng về F5 chiếu. Đen qua xe G6 thì trắng sẽ ăn tượng vào G6 chiếu. Đen ăn hậu G6
Trắng sẽ ăn hậu e7 chiếu và cờ trắng có ưu thế mạnh và trắng sẽ giáng dễ dàng. Tuy nhiên thì Quang Liêm cũng rất tỉnh táo khi chạy xe lên h5 đuổi tượng khỏi vị trí nguy hiểm. Trắng vội vàng chạy tượng về e4 bảo vệ tốt d5. Chỉ một thoáng sai lầm của trắng với bản năng sát thủ khiến cả thế giới phải kinh sợ. Liêm lập tức tung đòn sát bằng nước đẩy tốt f5 đuổi tượng, mở đường cho hậu phản công. Đến đây thì siêu đại kiện tướng Peter Spitzer đã phải dừng đồng hồ xin thua để tránh khỏi bị hành hạ. Trường hợp mà đen chầy cối chơi tiếp thì ván cờ sẽ tiếp diễn như sau. Chiến thắng ở trận đấu mở màn trước đối thủ mạnh như Peter Schwitter đã giúp Quang Liêm có thêm sự tự tin ở giải đấu. Nhất là những vòng sau, anh phải chạm trán những đối thủ rất mạnh như Manu Kassen, Alexander Grichuk hay Mame Diarov. Các bạn nhớ để lại một like và chia sẻ video này để cổ vũ cho Quang Liêm. Và nếu ai chưa đăng ký kênh thì đừng quên ấn đăng ký hoặc subscribe kênh để tiếp tục xem những ván cờ vua hay nhất và mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.